Namaste. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Jenny. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình trị liệu âm thanh kỳ này. Đây là chương trình được tạo ra từ âm thanh uy nguyên của chu xoay Tây Tạng, giúp cho người nghe nâng cao tần số tự nhiên, cộng hưởng cùng với những rung động tinh hoa đất trời được hình thành trong lòng đất từ hàng triệu năm từ các dòng tinh thể thạch anh phong thủy, sẽ giúp khuếch đại năng lượng lên mức cao nhất. Đó là các sét như là ngự linh thạch, cây đế vượng thạch anh vàng hay là cây bát nhã phù sinh thạch anh tím. Đặc biệt hơn nữa là kể từ số chuông xoay kỳ này, âm thanh sẽ được kết hợp với linh phù bình an nghiệm lợi lớn vô cùng hiệu nghiệm. Lần đầu tiên được Jenny chia sẻ cho mọi người để cùng được hưởng lợi lộc này, với ý nghĩa là phúc tự nhiên sinh, tài lộc trời ban, biến nghịch cảnh thành thuận cảnh, biến lỗ vốn thành lời to, biến khó khăn thành thuận lợi. Và đối với âm thanh uy nguyên được kết hợp với bùa linh phù như thế này, khi bạn lắng nghe và thực hành theo mỗi ngày sẽ giúp hóa giải chứng khí, nghiệp xấu và đem lại bình an nội tâm, giúp thu hút tiền tài, may mắn và vật chất hiệu quả nhất trong giai đoạn trái đất đang nâng cấp lên chiều kích không gian 5D này, khi mà nghiệp quả đang đến nhanh gấp 10 lần bình thường, như Jenny đã có giải thích ở nhiều video trước. Bên cạnh đó thì Jenny xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đón nhận chương trình âm thanh chữa lành này của mình. Sau 6 tháng từ số đầu tiên thì chương trình này đang dần được lan rộng và mang lại giá trị tích cực đến cho mọi người. Kết hợp với sự hữu ích trong quá trình thức tỉnh tâm linh nói chung và thực hành luật hấp dẫn nói riêng, bằng chứng là đã có rất nhiều bạn thành công thu hút được người yêu cũ chỉ sau 3 ngày hoặc là nửa tỷ chỉ sau 48 giờ. Đây là những nguồn động lực vô cùng to lớn để Jenny tiếp tục cho ra những bài thiền chuông xoay cũng như là chia sẻ chuyên sâu những kiến thức về luật hấp dẫn cho các bạn. Và nếu như bạn nào đã có những trải nghiệm, những kết quả tốt đẹp với những bài thiền chuông xoay và nhạc linh phù rồi thì hãy nhớ quay lại và comment xuống bên dưới video để cho Jenny được biết nhé. Quay lại với bài thiền này thì các bạn chỉ cần dành ra ít phút để lắng nghe, cho mình thời gian quay về với thế giới bên trong, điều chỉnh nhịp thở để lấy lại sự cân bằng nội tâm, giúp sảng khoái tinh thần, tái tạo lại năng lượng trước khi làm việc hoặc trong giờ nghỉ giải lao hoặc là bất cứ khi nào mà bạn rảnh. Lưu ý là không nghe video này khi bạn đang làm việc hoặc trong lúc lái xe. Hãy lắng nghe ít nhất là 21 ngày liên tục để phá bỏ những niềm tin bị giới hạn, tái cài đặt tiềm thức và để bài trị liệu này mang lại kết quả cao nhất cho bạn. Và hãy nhớ rằng bạn cũng có thể quay lại lắng nghe bài trị liệu này bất kể lúc nào mà bạn cảm thấy mất cân bằng. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài trị liệu ngày hôm nay.